Trước mắt quý vị đây là mẫu loa karaoke di động công suất khủng NT1504. Và dòng sản phẩm này là của khách hàng là anh Trường ở tại Đồng Tháp đã tin tưởng và lựa chọn. Cái nhu cầu là công suất khủng, hát hay, di động dễ dàng, trong nhà dùng cũng được và ngoài trời dùng cũng được. Và cái sản phẩm anh chọn có cái mức giá là 24 triệu quý vị nha. Nếu như chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm này có một cái phân khúc rẻ hơn là 23 triệu, tức là cục đẩy là 3 kênh, còn 24 triệu thì thêm 4 kênh. Thì nếu như mà nâng lên 24 triệu thì sau này chúng ta nâng lên một cặp loa full bass 30 công suất khủng này thì để cho cục đẩy của chúng ta đáp ứng đủ ha quý vị nha. Rồi. Và ở đây thì Nhật Tây sẽ demo cho quý vị chúng ta xem là trong cái con loa này có cái gì ha quý vị. Rồi, mẫu loa này thì được tích hợp cho mình với một cái vỏ thùng bằng ván ép sân khấu nên là phải rất rất là bền quý vị nha. Đã nói là bằng ván ép mà từ đơn vị sản xuất loa sân khấu nữa nên thành thử ra là cái chất liệu vỏ ở bên ngoài đến chất lượng ruột ở bên trong thì Nhật Tây cũng trang bị những cái thiết bị chọn lọc rất là kỹ càng ha quý vị. Tích hợp ở bên trong là hai loa bass 40 có từ 190 côn 75 và hai loa chép 750 ở bên trên. Bass chép là khung sườn nhôm hàng nhập khẩu và ở đây Nhật Tây có gắn cho khách hàng của mình là một bộ mạch lọc phân tầng chuyên dụng cho tất cả quý vị chúng ta có thể là lọc tiếng âm bass, âm chép, âm thanh hay hơn, rõ ràng, tách bạch hơn quý vị ha. Và ở giữa là một loa sub có từ là 220 côn 100 quý vị nha. Đó, súp này cho chúng ta tăng cái tiếng hơi, tiếng trầm lên lớn hơn và hay hơn rất là nhiều. Nếu như chúng ta là một người yêu âm bass nhiều này, thích mà bạo lực ha, thích bạo lực thì chúng ta chơi thằng này rất là hợp lý luôn. Ở đây thì được kết hợp với ba thiết bị, một cục đẩy công suất 4 kênh. Thì cục đẩy này Nhật Tây mới dùng có 3 kênh nè quý vị. Còn một kênh này thì Nhật Tây đang để dành ha, khách hàng đang để dành để mà có cái loa ở nhà sẵn của mình hoặc là sau này khách có nhu cầu nâng cấp á thì cũng nâng rất là dễ dàng ha. Rồi, ở đây là một cái thiết bị văn cơ chống hố được Nhật Tây căn chỉnh kỹ rồi thì chúng ta về sử dụng chỉ tăng chỉnh 3 nốt nhạc mix và echo là dùng thôi ha, rất là đơn giản. Còn trên này là đầu thu micro gồm cho mình với hai tay mic nha quý vị. Đó, hai tay mic. Micro của thương hiệu DBA Cautis mã số là K4000 thì đây là một trong những cái dòng mic cho chất lượng âm thanh hay, sóng ổn định và đặc biệt là hút giọng quý vị ha, hát thì nó trợ giọng của mình, hát rất là hay. Ở đây thì Nhật Tây có tô điểm theo cho khách hàng là những cái đèn LED như thế này. Đèn này thì là Nhật Tây tặng cho khách ha. Thì đưa vào trong sản phẩm này thì nhìn rất là đẹp nè, nháy theo nhạc rất là đẹp luôn, thấy không? Alo. Đó, ở dưới này là một cái đèn nữa nè quý vị ha. Đằng sau thì Nhật Tây có trang bị khóa đồ đầy đủ hết, tức là khóa hai hộc này khóa nè. Đằng trước như thế nào thì đằng sau như vậy là kín hết từ đầu tới cuối quý vị nha. Để bảo quản cái thiết bị của mình được lâu dài và ổn định hơn. Thì đây là cái mẫu loa mà Nhật Tây bán rất là chạy và Nhật Tây là một trong những cái đơn vị tiên phong, tức là khai sinh ra dòng sản phẩm loa ba bass này. Nếu như mà quý vị chúng ta có nhu cầu thì quý vị liên hệ để mà đặt theo yêu cầu của mình. Có những dòng rẻ hơn và cũng có những dòng mắc hơn tùy thuộc vào cái linh kiện ở bên trong. Chúng ta chọn cái chất lượng như thế nào thì tiền nào của đó. Còn đây 23 triệu bao ngon và cam kết quý vị là một trong những cái sản phẩm đáng đồng tiền để cho quý vị chúng ta bỏ ra mà sở hữu được nó quý vị ha. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhạc và âm thanh karaoke để đánh giá thực tế nhất có thể quý vị nhé. Thank you.
ra đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên, thì gót liêu mong manh, làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa. Vòng tay em săn nước mơ, ngày là ngày qua khổ mất khi thơ chưa vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dịu dàng từng tia nắng, nắng ngày qua cho em hát ca. Bông bánh tựa lăng mây đưa nắng về tổ hồng đôi má. Lòng anh như đâu thắm em ơi, làm sao đi ly thôi ngưng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Chưa tình ngắn thôi, sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đôi, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Khi xưa mưa chẳng trách xa, cứng cây bụi mặng chẳng tham lụa la. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết anh thật nào.